Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn đến với vòng đấu thứ sáu giải Olympia Chess lần thứ 44 tổ chức tại thành phố Chennai, Ấn Độ. Đối thủ vòng này của chúng ta là đội tuyển Hungary, một đối thủ rất mạnh khi nắm trong tay toàn các đại kiện tướng và kiện tướng quốc tế với Elo đều nhỉnh hơn tuyển Việt Nam. Đặc biệt có nữ đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang, kỳ thủ duy nhất từng vô địch hai châu lục thi đấu ở bàn 1 cho đội tuyển Hungary. Tuy nhiên thì các cô gái của chúng ta vẫn chiến đấu rất là kiên cường ở bàn 1, Võ Thị Kim Phụng đối đầu với Hoàng Thanh Trang. Có lẽ hai chị em đã thủ hạ nương tình với nhau nên ván cờ hòa nhanh sau 36 nước đi. Ở các bàn khác, Hoàng Thị Bảo Trâm mặc dù kém đối thủ gần 100 điểm Elo nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Thùy Dương thì lại bị thất thủ trước đối thủ đẳng cấp vượt trội hơn em tận 121 điểm Elo. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Thùy Dương tại giải đấu lần này. Như vậy, tỷ số hai đội tạm thời hòa nhau. Do đó mọi con mắt đều đổ dồn vào ván cờ giữa hai nữ đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng của Việt Nam và Snidonia Vaida của Hungary. Snidonia Vaida là nữ đại kiện tướng sinh năm 1979, hơn Mai Hưng 10 năm tuổi và hơn Mai Hưng tận 90 điểm elo. Nhưng liệu rằng Mai Hưng có giòn hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Nguyễn Thị Mai Hưng được cầm quân trắng đi trước. Cô mở màn với nước tốt D4 Sergi Donia đáp trả bằng nước tốt D5 Tiếp theo trắng đi mã F3, đen đi mã F6 Trắng đi tượng F4, hình thành khai cuộc hệ thống London System Đen để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển Trắng cũng để tốt E3 mở đường cho tượng phát triển Đen đi tượng D6 tấn công tượng trắng Thông thường ở khai cuộc London System này thì trắng sẽ lùi tượng về G3 Tượng đen ăn tượng trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen và mở đường cho xe kiểm soát cột h. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng không lùi tượng về g3 mà phát triển mã d2. Tượng đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn lại tượng đen và bị tốt trồng. Đen hiệu d6 tấn công tốt trắng, trắng đẩy tốt g3 bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt b6 mở đường cho tượng lên b7 chiếm lĩnh đường treo lớn. Trắng đẩy tốt c3 liên kết với tốt d4. Đen nhập thành. Trắng cũng đi tượng D3 chuẩn bị nhập thành. Đen để tốt C5 tấn công tốt trắng. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tốt đen ăn lại tốt trắng, đen sẽ có bộ khung tốt rất mạnh kiểm soát trung tâm. Do đó ở ván cờ thực tế thì trắng không ăn tốt đen mà đi hậu E2. Đen để tốt A5 dâng cao hàng tốt phía cánh hậu và mở đường cho tượng lên A6 để gạ đổi. Trắng nhập thành. Đen theo kế hoạch đi tượng A6. Trắng không đổi tượng với đen Mà dương tốt A4 Tượng đen ăn tượng trắng Hậu trắng ăn lại tượng đen Đen nhảy mã A6 Trắng bình xe A1 Tốt đen ăn tốt trắng Mã trắng ăn lại tốt đen Đen nhảy mã lên C5 tấn công hậu trắng Trắng lùi hậu về C2 Đen nhảy mã vào E4 gạ đổi mã Trắng không đổi mã với đen Mà bình xe D1 kiểm soát cột ở mở D Mã đen ăn mã trắng Xe trắng ăn lại mã đen Đen đẩy tốt g6. Trắng đẩy tốt h4. Đen bình xe c8 kiểm soát cột mở c. Trắng lùi mã về f3, sau đó sẽ nhảy lên e5 để chiếm lĩnh trung tâm. Đen đi vua g7. Trắng theo kế hoạch nhảy mã e5. Đen lùi mã về d7, gã đổi với quân mã mạnh của trắng. Trắng không đổi mã với đen mà đẩy tốt h5, thí tốt. Nếu tốt đen là tốt trắng thì sẽ bị hở mặt vua. Trắng có thể lùi hậu về d1 hoặc lên vua G2 mở đường cho xe sang H1 đều gây ra những mối nguy hiểm cho đen. Do đó đen không ăn tốt trắng mà đổi mã với trắng. Nếu tốt trắng ăn mã đen thì sẽ bịt mất cột E mà xe trắng đang kiểm soát. Cho nên trắng lấy xe ăn mã, nước sau có thể sẽ đẩy tốt C4 tấn công trung tâm. Đen liền phi ngay xe vào C4 chặn tốt trắng tiến lên. Trắng đẩy tốt B3, đuổi xe đen lùi về C5. Tiếp theo thì trắng vẫn có thể đẩy tốt C4 Nhưng mà nếu đen không ăn thì cũng chẳng làm gì được Do đó trắng hiệu D3 trước Sau đó chắc là sẽ đẩy tốt C4 Tuy nhiên đen đã nhanh hơn một nhịp Đen đẩy tốt F6 tấn công xe trắng Trắng chạy xe E3 Đen đẩy tiếp tốt E5 gạ đổi Tốt trắng ăn tốt đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Và cột ép được mở thông cho xe đen kiểm soát Tốt trắng ăn tiếp tốt đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Trắng lui hậu về E2, chồng quân với xe tấn công tốt E5. Đen để tốt D4 gạ đổi. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng và tấn công xe trắng. Trắng chạy xe B4 tấn công lại tốt đen. Xe đen C1 chiếu. Trắng chạy vua G2. Đen hiệu C6 ghim xe trắng. Ở đây trắng lấy xe ăn tốt đen cũng được. Nhưng mà đen sẽ đi xe C1 tấn công hậu trắng và bắt C2 tấn công hậu trắng và bắt được tốt F2. Do đó thì trắng lựa chọn đi nước chắc chắn hơn là hậu d3 bảo vệ xe. Đen bình xe d8 bảo vệ tốt. Trắng dịch hậu sang f3 tháo ghim cho xe. Đen đi xe e 3 tấn công hậu trắng. Lúc này trắng có thể đi xe d3 để cản lại. Nhưng mà có lẽ muốn phá vỡ thế rằng co cho nên trắng phi xe xuống e7 chiếu. Đen chạy vua g8. Hậu trắng ăn hậu đen, xe đen ăn hậu trắng. Trắng đi xe d3 ngăn tốt đen tiến xuống. Đen đi xe c3 gạ đổi. Xe trắng ăn xe đen, tốt đen ăn lại xe trắng. Trắng minh xe c7 tấn công tốt đen. Đen đi xe d3 bảo vệ tốt. Trắng đi xe c6 tấn công đôi hài tốt của đen. Ở đây đen nên đi vua g7, f7 hay là h7 để bảo vệ tốt. Nhưng mà đen lại đẩy tiếp tốt xuống c2. Thế là xe trắng ăn tốt đen, chiếu. Vua đen chạy f7 tấn công lại xe trắng. Trắng lại chạy xe về C7 ngăn tốt đen phong cấp. Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ. Sau nước đi này thì trắng chắc chắn sẽ bị thua Nhưng mà không hiểu sao trắng lại được xử thắng Nếu bạn nào biết thì xin mời comment để giải đáp giúp mình cũng như các bạn khác xem sao nhé Mình sẽ ghim comment đó lên đầu tiên cho sáng nhất cái vị Bắc Bộ này luôn Như vậy với chiến thắng nghẹt thở sau hơn 5 tiếng đồng hồ đấu trí Nguyễn Thị Mai Hưng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi lịch sử trước đội tuyển Hungary Gọi là thắng lợi lịch sử bởi vì đây là lần đầu tiên Việt Nam thắng được đối thủ này Những lần chạm trán trước thì hòa được mỗi ván còn lại toàn thua Chiến thắng này cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam có được 10 điểm xếp ở vị trí thứ 10 à, sau, sau vòng đấu thì các đội tuyển sẽ có thời gian nghỉ ngơi là một ngày trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo Ở vòng sau thì đối thủ của chúng ta sẽ là đội tuyển Kazakhstan Một đội tuyển cũng rất là mạnh Hy vọng các cô gái của chúng ta sẽ giữ vững được tinh thần chiến đấu quả cảm như này để đạt được thành tích tốt nhất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, và hẹn gặp lại.